Rất vui mừng được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình hôm nay ngày 22 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây. Hôm nay, các nhà lãnh đạo ASEAN đã ký tuyên bố Kuala Lumpur chính thức thành lập cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á ASEAN từ ngày 31 tháng 12 tới đây. Trung tâm Toán học Vật lý Việt Nam được công nhận là trung tâm dạng 2 do UNESCO bảo trợ. Đây là sự công nhận của quốc tế đối với trí tuệ Việt Nam và là cơ hội để nghiên cứu sinh Việt Nam nhập khẩu tri thức với chi phí thấp. Ngày hội hoa hướng dương vì bệnh nhi ung thư được tổ chức đồng thời tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, truyền đi thông điệp chia sẻ yêu thương và trở thành cầu nối cho nhiều tấm lòng hảo tâm với các bệnh nhi. Thưa quý vị khán giả, cách đây ít giờ đồng hồ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các nhà lãnh đạo ASEAN đã ký tuyên bố Kuala Lumpur về việc thành lập cộng đồng ASEAN. Với tuyên bố này, cộng đồng ASEAN với 10 quốc gia Đông Nam Á sẽ chính thức hình thành từ ngày 31 tháng 12 tới đây. Cộng đồng ASEAN được hình thành dựa trên 3 trụ cột là cộng đồng chính trị an ninh ASEAN nhằm mục tiêu tạo dựng một môi trường hòa bình và an ninh cho phát triển ở khu vực Đông Nam Á và không nhằm tạo ra một khối phòng thủ chung. Còn cộng đồng kinh tế ASEAN nhắm đến mục tiêu tạo ra một thị trường chung duy nhất và là cơ sở sản xuất thống nhất, trong đó có sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề, nhằm nâng cao tính cạnh tranh và hấp dẫn đối với đầu tư kinh doanh. Trong khi đó, thì cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN là nhằm phục vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ASEAN, đồng thời tập trung xử lý các vấn đề liên quan đến bình đẳng và công bằng xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, môi trường, nhất là trước tác động của toàn cầu hóa và cách mạng khoa học công nghệ. Hiện nay, các quốc gia ASEAN đã gần hoàn tất toàn bộ các dòng hành động để từ ngày cuối cùng của năm nay, 630 triệu công dân của 10 quốc gia Đông Nam Á sẽ chính thức trở thành người dân của cộng đồng ASEAN. Cũng trong trưa hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng với lại Thủ tướng Australia và New Zealand đã tham dự hội nghị cấp cao Đông Á. Nói về việc ký tuyên bố Kuala Lumpur thì sáng ngày hôm nay, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thành lập cộng đồng ASEAN vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, ghi nhận bước tiến mới của nỗ lực kéo dài nhiều thập kỷ trong ASEAN để hội nhập, gắn kết và cùng hướng tới tương lai. Với sự kiện lịch sử này, ASEAN cũng đã nhận được những lời chúc mừng từ lãnh đạo các nước trong khu vực và trên thế giới. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã chính thức tuyên bố lễ ký kết tuyên bố Kuala Lumpur 2015 về việc thành lập cộng đồng ASEAN, một dấu mốc quan trọng của ASEAN, bước sang một giai đoạn phát triển mới, hội nhập sâu rộng hơn. Ngày hôm nay, thay mặt đại diện các nước thành viên ASEAN, với cương vị là Chủ tịch ASEAN, tôi xin trân trọng tuyên bố sự hình thành của cộng đồng ASEAN vào ngày 31 tháng 12 năm 2015. Tôi chúc mừng sự ra đời của cộng đồng ASEAN, đánh dấu một bước tiến lớn hướng tới sự hội nhập kinh tế lớn hơn và sự ổn định hơn về chính trị. Là đối tác đầu tư và thương mại lớn của ASEAN, nước Mỹ sẽ tiếp tục dành sự ủng hộ đối với ASEAN. Sau bài phát biểu mở đầu là lễ ký tuyên bố Kuala Lumpur 2015 về việc thành lập cộng đồng ASEAN với sự có mặt của 10 nhà lãnh đạo ASEAN. Ngoài ra, lễ ký kết còn có sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo đến từ các nước đối tác đối thoại của ASEAN như Mỹ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc. Sau 6 năm triển khai lộ trình xây dựng cộng đồng ASEAN, các nước thành viên đã vượt qua các rào cản và khác biệt, cùng chung tay xây dựng một cộng đồng thống nhất trong đa dạng, đánh dấu mốc lịch sử trong tiến trình liên kết khu vực và là bước chuyển mình chiến lược của ASEAN. Với tổng GDP đạt 2.600 tỷ đô la Mỹ, việc hình thành cộng đồng ASEAN sẽ khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới ở tầm cao hơn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và các nước thành viên như tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận thị trường, giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ, nhờ việc xóa bỏ thuế quan, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tạo thuận lợi đi lại. Việc xây dựng cộng đồng ASEAN là một tiến trình liên tục và ASEAN cần tiếp tục củng cố và đưa liên kết ASEAN lên tầm cao mới. Tuy nhiên, việc ký kết tuyên bố Kuala Lumpur 2015 về việc thành lập cộng đồng ASEAN ngày hôm nay sẽ tạo xung lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo của ASEAN, trở thành một cộng đồng gắn kết, hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
Từ một cộng đồng sơ khai ra đời năm 1967, ý tưởng xây dựng cộng đồng ASEAN đã dần được định hình qua các quyết định lớn của các nhà lãnh đạo ASEAN. Để xây dựng được một cộng đồng gắn kết về chính trị, một cộng đồng liên kết về kinh tế, đồng thời là cộng đồng cùng chia sẻ trách nhiệm xã hội vì con người như ngày hôm nay, các nước ASEAN đã phải vượt qua một chặng đường dài với nhiều thử thách. Chúng ta sẽ cùng điểm lại chặng đường ASEAN đã đi qua để đưa ý tưởng từng được coi là đầy tham vọng này trở thành hiện thực. Ý tưởng về cộng đồng ASEAN lần đầu tiên được đề cập vào năm 1997 với việc lãnh đạo các nước ASEAN đã thông qua tầm nhìn ASEAN 2020. Phát triển ASEAN trở thành một cộng đồng hài hòa các dân tộc, cộng đồng đối tác năng động để phát triển và cộng đồng đùm bọc và chia sẻ. Ý tưởng này sau đó dần được cụ thể hóa đến năm 2003, ASEAN nhất trí quyết định thiết lập một cộng đồng ASEAN vào năm 2020. Kế hoạch này sau đó được đẩy sớm lên 5 năm. Đến 2007, trước cái tình hình mà thế giới nó phát triển rất là nhanh, thì thấy rằng như thế là chậm quá. Nên là họ quyết định tức là rút ngắn lại 2015, rút đi 5 năm. Cái cộng đồng ASEAN này thì gồm 3 trụ cột là chính trị an ninh, thứ hai là kinh tế, thứ ba tức là sang văn hóa xã hội. Hiến chương ASEAN ra đời và có hiệu lực năm 2008 được xem là dấu mốc quan trọng cho ASEAN bắt tay vào xây dựng cộng đồng một cách quy củ và có cơ sở pháp lý. Và để đẩy nhanh việc xây dựng cộng đồng, năm 2009, lãnh đạo các nước ASEAN đã ký lộ trình xây dựng cộng đồng ASEAN kèm theo kế hoạch tổng thể xây dựng 3 trụ cột. Vào thời điểm ra đời cộng đồng ASEAN vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 đang đến gần, hơn 93% kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng đã được hoàn thành. Từ một khu vực bị chia rẽ đối đầu và nghi kỵ, ASEAN giờ đây đang trở thành một cộng đồng phát triển năng động, đoàn kết, liên kết ngày càng sâu rộng, đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình, ổn định ở khu vực, cũng như mang lại cho người dân một không gian kinh tế mở và một xã hội vì con người. Với việc thành cộng đồng, thì hàng hóa, dịch vụ sẽ được di chuyển tự do hơn, dễ dàng hơn giữa các nước ASEAN, rồi người lao động, lành nghề sẽ có cơ hội tìm việc làm dễ dàng hơn ở các nước ASEAN. Cộng đồng ASEAN ra đời là kết quả được tích lũy sau gần nửa thế kỷ hợp tác và phát triển, đồng thời cũng là một sự khởi đầu tạo xung lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo của ASEAN trở thành một cộng đồng gắn kết, hòa bình, ổn định. Chúng ta vừa cùng nhìn lại chặng đường đáng tự hào của ASEAN, xây dựng ASEAN thành một khối gắn kết và phát triển như ngày hôm nay. Và cùng với dấu mốc thành lập cộng đồng, ASEAN cũng đang hướng tới một tầm nhìn cho 10 năm sắp tới. Đây là chia sẻ của Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh trong cuộc trả lời phỏng vấn nhanh với các phóng viên bên lề hội nghị cấp cao ASEAN. Như vậy thì với việc hình thành cộng đồng ASEAN thì ASEAN bước sang một giai đoạn mới để mà tiếp tục hội nhập sâu rộng hơn. Vậy xin Tổng Thư ký có thể cho biết là ASEAN đặt ra mục tiêu khi nào thì đạt được cái mục tiêu là hội nhập hoàn toàn, hội nhập đầy đủ, và các nước ASEAN sẽ phải làm gì để đạt được mục tiêu này? Cùng với cái việc thông qua cái tuyên bố này thì các lãnh đạo ASEAN cũng thông qua 3 cái văn kiện quan trọng, là 3 cái lộ trình xây dựng cộng đồng cụ thể trên 3 cái trụ cột như tôi đề cập, tức là cái trụ cột chính trị an ninh, trụ cột kinh tế và trụ cột văn hóa xã hội. Đồng thời lãnh đạo ASEAN cũng sẽ thông qua cái tầm nhìn sau 2015, tức là cái tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025, định hướng cho cái phát triển của ASEAN trong cái giai đoạn 2015-2025. Thì đây là một cái lộ trình với cái mục tiêu trung tâm là một cái xây dựng một cái cộng đồng hướng tới người dân và thực sự lấy người dân làm trung tâm. Thì trong đó tăng cường cái quá trình là tham vấn người dân, cũng như là huy động người dân tham gia vào việc thực hiện tất cả những cái kế hoạch, dự án, cái chương trình hành động lớn của ASEAN hướng tới cái mục tiêu là xây dựng một cộng đồng ASEAN là thực sự là kết nối, hội nhập không chỉ trong ASEAN mà với khu vực và quốc tế.
Thưa quý vị, chúng ta đã được nghe chia sẻ của những nhà lãnh đạo ASEAN và các nước trên thế giới về sự kiện hình thành cộng đồng ASEAN. Vậy còn với những người dân của ASEAN thì họ có suy nghĩ gì khi giờ đây họ không chỉ là công dân của một quốc gia ASEAN riêng biệt nữa, mà còn là công dân của một cộng đồng ASEAN gắn kết 10 đất nước với hơn 600 triệu người dân? Những công dân ASEAN họ kỳ vọng như thế nào vào cộng đồng của mình? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe một số ý kiến sau đây. Khi cộng đồng ASEAN được thành lập trong năm 2015 thì chúng tôi rất hy vọng rằng là các hệ thống siêu thị sẽ được nhập rất là nhiều những cái hàng của khối ASEAN vô cùng phong phú, vô cùng đa dạng, và điều đó giúp cho người dân chúng tôi rất là thoải mái trong chuyện đi mua sắm. Streamline regulations will allow me to grow my business across ASEAN. Và thế Lào sẽ vào thành สมาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจะมีจุดดีในหลายด้านเช่น 1. แม่นดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในประเทศลาวและสร้างรายรับเข้างบประมาณที่ปัจจุบันขาดหายของประมาณแห่งรัฐและจะช่วยให้ที่ cộng đồng chung của ASEAN được thành lập, cái việc mà chúng tôi quan tâm nhiều nhất đến là cái việc tự do hóa thương mại. Mà cụ thể của việc tự do hóa thương mại đấy là cái việc cắt giảm các cái dòng thuế liên quan đến các cái sản phẩm may mặc. Sẽ có cơ hội mạnh hơn khi về việc làm việc trong các nước trong ASEAN. Khi mà cộng đồng ASEAN được thành lập vào năm 2015 thì tôi hy vọng được trải nghiệm việc làm tại các nước trong khu vực ASEAN. Bản thân tôi thì đặc biệt là tôi muốn được trải nghiệm ở Singapore, một đất nước rất phát triển. Tôi chỉ sẽ cùng diễn bài vào tây tân nước châu của ASEAN nữa. Em hy vọng là với việc hình thành cộng đồng chung ASEAN 2015 thì em sẽ có cơ hội để học tập với các bạn ở trong khu vực qua các chương trình trao đổi, và qua đó thì cũng trao dồi thêm kiến thức về các nước Đông Nam Á. Khi chúng ta tham gia vào cộng đồng đầy đủ vào cộng đồng ASEAN 2015 thì hình an ninh của chúng ta so với cả trước sẽ được cải thiện rất là nhiều. Khi đấy tiếng nói của chúng ta là tiếng nói của một tập thể, tập thể lớn các nước cùng với nhau. Năm 2015, ประเทศลาวเฮาจะได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตัวนี้จะมีผลประโยชน์หลายด้านแก่ประเทศลาวเช่นว่า 1. ทางด้านวัฒนธรรมสังคม 2. ทางด้านเศรษฐกิจทางด้านวัฒนธรรมก็คือจะได้เปิดกว้างเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับบรรดาหลายๆประเทศNgay bên lề hội nghị cấp cao ASEAN 27, đại diện cho Việt Nam, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã dành cho Đài truyền hình Việt Nam cuộc phỏng vấn nhanh về ý nghĩa của việc hình thành cộng đồng cũng như sự chuẩn bị của Việt Nam cho cộng đồng ASEAN. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Thưa Phó Thủ tướng, việc chính thức hình thành cộng đồng ASEAN được đánh dấu bởi lễ ký kết ngày hôm nay thì sẽ mở ra những cơ hội gì cho người dân ASEAN nói chung và người dân Việt Nam nói riêng?Việc thành lập cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015 này là một sự kiện lịch sử hết sức quan trọng đối với 625 triệu người dân của 10 nước ở Đông Nam Á, và trong đó có 90 triệu người dân của Việt Nam. Đây là một sự kiện hết sức quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của 10 nước ASEAN từ cái khu vực mà trước đây đã từng có thời kỳ là chia rẽ, nghèo đói, nhưng nay trở thành một cái khu vực hết sức năng động, không chỉ ở châu Á, Thái Bình Dương mà trên thế giới. Và đây là cái khu vực mà 10 nước với trên 625 triệu người dân sẽ được sống trong một cái không gian đoàn kết, hữu nghị và hòa bình. Về mặt chính trị thì 625 triệu người dân của 10 nước Đông Nam Á sẽ sống trong cái quan hệ hữu nghị, hòa bình, và đặc biệt là sẽ được đảm bảo cái an ninh, bởi vì 10 nước sẽ cùng nhau chia sẻ cái trách nhiệm đối với hòa bình, an ninh của cộng đồng cũng như với từng nước. Về mặt kinh tế thì 10 nước Đông Nam Á sẽ là một cái thị trường chung rộng lớn với 625 triệu người dân, với một cái nền sản xuất chung, và từ đó thì dịch vụ, hàng hóa, đầu tư được tự do di chuyển trong 10 nước Đông Nam Á, và lao động kỹ thuật cao cũng được di chuyển trong 10 nước. Thì đó tạo ra những cái cơ hội hết sức lớn lao cho người dân của 10 nước Đông Nam Á, cho các doanh nghiệp trong các nước Đông Nam Á này
cùng phát triển kinh tế để mà giảm cái khoảng cách về phát triển giữa 10 nước trong Đông Nam Á. Về mặt văn hóa xã hội thì đây là một cái cộng đồng trong đa sống trong đa dạng, do đó vẫn giữ cái bản sắc của rừng từng cái nước nhưng đồng thời có sự hòa nhập hòa quyện giữa các nền văn hóa của trong 10 nước Đông Nam Á. Có thể nói là với cái việc hình thành của cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015 này sẽ tạo ra một cơ hội rất lớn cho người dân về cả chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa. Như các nhà lãnh đạo ASEAN đã khẳng định thì việc thành lập cộng đồng ASEAN chỉ là sự khởi đầu của một tiến trình hội nhập sâu rộng hơn của khối. Vậy thì về phía Việt Nam, chúng ta sẽ tiếp tục triển khai những kế hoạch, chương trình ưu tiên nào để mà thúc đẩy hội nhập và quan trọng hơn là giúp người dân Việt Nam sẽ tận dụng nhiều hơn những cơ hội mà cộng đồng ASEAN sẽ mang lại. Và đúng là chúng ta xây dựng cái cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015 này khi mà hình thành thì đó không phải là cái kết thúc của một quá trình, mà đây là một cái quá trình vẫn đang tiếp diễn, kể cả khi chúng ta hiện nay đã và đang thực hiện rất nhiều cái mục tiêu của cộng đồng. Và chính vì vậy, trong thời gian qua, tất cả các nước Đông Nam Á và trong đó chính phủ chúng ta, chính phủ Việt Nam cũng đã đưa rất nhiều cái mục tiêu của cộng đồng thực hiện vào các chính sách của đất nước chúng ta để mà thực hiện các cái mục tiêu này. Thì như vậy có thể nói tức là chính sách của chúng ta đã đang thực hiện việc chúng ta sống trong một cái cộng đồng, và chúng ta sẽ tiếp tục triển khai đưa các chính sách đó để mà đưa cái cộng đồng của chúng ta đi vào là thực chất là cộng đồng của 625 triệu người dân. Và như vậy thì chúng ta cần phải tăng cường tuyên truyền hơn nữa để các doanh nghiệp, để người dân hiểu được những cái lợi ích lớn lao của một cái cộng đồng chung 625 triệu người dân. Và đặc biệt là các doanh nghiệp, người dân cũng phải tự mình nâng cao hơn nữa cái khả năng để mà hội nhập, khả năng mà chung sống trong một cái cộng đồng rộng lớn hơn, không phải chỉ cái không gian 90 triệu người dân của Việt Nam, mà đây bây giờ là cái không gian của 10 nước ASEAN và 625 triệu người dân. Dạ vâng, xin cảm ơn Phó Thủ tướng về cuộc phỏng vấn này. Tiếp tục chương trình với những thông tin thời sự trong nước. Ngày hôm qua 21 tháng 11 tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra đối thoại bàn tròn cấp cao quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn và vùng bờ Đà Nẵng Quảng Nam, một cách tiếp cận từ đầu nguồn xuống biển. Mục đích đối thoại nhằm đánh giá thực trạng quản lý tài nguyên nước trong lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn trong mối quan hệ với vùng bờ biển Đà Nẵng Quảng Nam và các rào cản đối với phát triển bền vững lưu vực sông và vùng bờ biển. Đối thoại cũng nhằm xác định các mâu thuẫn hay xung đột lợi ích chủ yếu trong việc khai thác sử dụng các nguồn tài nguyên trong khu vực này. Qua đối thoại sẽ đề xuất cơ chế điều phối liên vùng, phối hợp liên ngành trong quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn và vùng bờ biển Quảng Nam Đà Nẵng. Vừa qua, Đại hội đồng UNESCO đã chính thức thông qua nghị quyết về việc công nhận hai trung tâm toán học vật lý của Việt Nam là trung tâm dạng 2 được UNESCO bảo trợ. UNESCO chia các trung tâm khoa học thành hai dạng, đó là có trung tâm dạng 1 và trung tâm dạng 2. Trung tâm dạng 1 thì có sứ mệnh là tiếp nhận cán bộ khoa học từ các nước đang phát triển đến học tập nghiên cứu khoa học. Còn trung tâm dạng 2 có sứ mệnh nghiên cứu, đào tạo trong chuyên ngành cho khu vực và quốc tế, phù hợp với chính sách chiến lược của UNESCO. Theo các chuyên gia, việc UNESCO công nhận hai trung tâm toán học vật lý của Việt Nam thể hiện sự công nhận của quốc tế đối với trí tuệ Việt Nam. Viện Toán học Việt Nam mỗi năm cử trung bình 8 học viên du học tại các nước có nền khoa học tiên tiến trên thế giới và tổ chức từ 5 đến 7 khóa học ngắn hạn do giáo viên nước ngoài trực tiếp giảng dạy tại viện. Theo lãnh đạo viện, việc UNESCO công nhận và bảo trợ cho hai trung tâm toán học vật lý của Việt Nam như trung tâm khoa học dạng 2 sẽ giúp Việt Nam tiến một bước xa hơn trong việc giảng dạy, đào tạo sinh viên quốc tế. Trước đây thì chúng ta ở cái vị thế là người đi học hỏi, chúng ta đưa người của chúng ta ra nước ngoài để đào tạo, quay về để xây dựng cái nền khoa học của chúng ta. Thế nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã bắt đầu ở cái bước tiếp theo, sau khi chúng ta tự đào tạo được. Đấy, bây giờ chúng ta bắt đầu cái bước là có thể có khả năng là đào tạo cho khu vực. Hai trung tâm được UNESCO bảo trợ và công nhận sẽ được xây dựng trên cơ sở đội ngũ nhân lực của hai viện toán học và vật lý Việt Nam và sẽ đóng vai trò là trung tâm toán học, vật lý của các nước ASEAN.
Các trung tâm này sẽ tập hợp nhiều giáo sư đầu ngành về toán và vật lý của khu vực ASEAN và vì thế sẽ góp phần làm tăng sức ảnh hưởng của khoa học Việt Nam đối với khu vực và thế giới. Giới chuyên môn cho rằng đây còn là cơ hội để học viên, nghiên cứu sinh Việt Nam được nhập khẩu trí thức với chi phí thấp. Thông qua những cái lớp học này, những hội nghị hội thảo này thì các học viên của Việt Nam cũng như nghiên cứu sinh của Việt Nam sẽ được tiếp thu những cái kiến thức và những cái cơ hội trao đổi, những cái cơ hội được biết những cái hướng nghiên cứu mới hiện đại trên thế giới. Theo lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, công việc cần làm trước mắt là tăng cường liên kết giữa các viện nghiên cứu và cơ quan hữu quan để đảm bảo cơ sở vật chất hạ tầng và chất lượng đào tạo tại hai trung tâm vật lý và toán học được UNESCO công nhận. Bộ Khoa học Công nghệ sẽ phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để hoàn thiện cái cơ cấu tổ chức của hai cái trung tâm vật lý và toán học này. Sau đó thì chúng tôi sẽ bàn thảo phối hợp với Bộ Tài chính để có cái sự hỗ trợ cho hai cái trung tâm này theo đúng chức năng hoạt động như quy định của UNESCO. Theo các chuyên gia thì việc thành lập hai trung tâm quốc tế về toán học và vật lý được UNESCO bảo trợ và công nhận thì điều này sẽ giúp nâng cao vị thế của nền khoa học Việt Nam cũng như đưa khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn với khu vực và quốc tế. Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, xúc tiến thương mại, chương trình giao lưu văn hóa và thương mại Việt Nam-Nhật Bản tại thành phố Cần Thơ năm 2015 đã bế mạc vào sáng ngày hôm qua. Chương trình đã thu hút được hơn 10.000 lượt khách tham quan từ thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình đã giới thiệu đến người dân đồng bằng sông Cửu Long về những nét đẹp trong văn hóa Nhật Bản qua nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật, múa hát, võ thuật, chiếu phim, trà đạo. Đặc biệt, Hội nghị đầu tư vào vùng đồng bằng sông Cửu Long thường niên lần thứ 3 với sự tham gia của lãnh đạo 13 tỉnh, thành phố trong khu vực, các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Đức, Singapore, Anh và Thụy Sĩ đã tập trung phân tích đánh giá các nguồn lực tại đồng bằng sông Cửu Long, các định hướng đầu tư trong tương lai. Trong tình huống thật. Sáng nay tại công viên Cầu Giấy, Hà Nội và khu đô thị Phú Mỹ Hưng, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra ngày hội Hoa Hướng Dương vì bệnh nhi ung thư. Với chủ đề Khỏe để yêu thương, ngày hội đang truyền đi thông điệp chia sẻ yêu thương và trở thành cầu nối cho nhiều tấm lòng hảo tâm đến với các bệnh nhi. Hoạt động được tổ chức nhân ngày mất của công dân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Thúy, cô gái được gọi là Đóa Hướng Dương, mắc căn bệnh ung thư xương. Năm nay sẽ có 140 học bổng được trao cho bệnh nhi khỏi bệnh trở lại trường và đặc biệt là có 800 ước nguyện của các em nhỏ bệnh ung thư sẽ được thực hiện. Năm nay đã là lần thứ 8 ngày hội được tổ chức. Ở phần cuối của chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể truy cập vào website vtv4.vn hoặc kênh YouTube VTV4Go để xem lại chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.